Hello, xin chào ông bà cô chú anh em trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột nha. Chào mấy anh em. Anh em cũng đau bụng quá trời cả nhà ơi. Kiếm cái chỗ mát mát im im này, anh em sẽ mằng một số cá này với mớ ốc. Ốc bù có, ốc lát có. Rồi anh em sẽ nướng. Bé ngạnh rồi gì mà anh tính? Cá du phi con nào nó trắng bông trời. Được mơ cá ngon quá. Giờ mình nướng cá gì? Cá gì cũng nướng vậy. Nướng ăn đây, nướng nó bụng cái lắm mà anh em. Chuột không? Hỏi nướng chuột, nướng cá không đây? Giờ mình nướng cá không đây? Muốn ăn chuột nó hả vậy? Chào cả nhà coi. Chào cả nhà. Chào Dung Ba. Chào anh ba. Chào cả nhà. Nướng cá thì cho màu không anh ơi? Chuột với hết đồ mình về mình còn trong ở trong này còn ốc, hai ốc trong này nó về nên tính. Rồi. Lùm ra chưa? Cá lóc trong đó nữa kìa. Đào lỗ nhóm lửa nhưng mà khó cần rồi mình nhấm lửa lên bỏ vô à. Ừ thì mặn cá đây hồi cái dinh nướng quốc luôn à. Bên đây nguyên cái trại dịch thì có ai chạy dịch gì biết chừng nào cho hết cả nhà. Giờ nuôi dịch vậy không nè. Chút mình để lên thì mình thả đốt luôn nha. Nhờ mấy nèm lên xuống cái này giữa cá cả nhà. Đồng mày lúa cắt hết rồi. Khu vực này cắt hết trơn cả nhà. À, bên này cá mình ủng khói cả nhà.
cá mình đun khói ha. Cái chê với cái lóc sọt cây không? Để lên luôn hả? Để lên luôn hả? Có chê hả? Mình sọt không? Sọt lấy ra sọt đi. Sọt cái đốt dơm đó. Trời, có dơm đốt dơm. Bọc ra. Cắt lúa bên đó hay gì? Hị hị bên đó ta? Cháy rồi đó anh em ơi. Anh em đi đồng có cái gì ăn cái đấy nha. Gió chút xíu cháy thấy bà chứ. Mưa hôm dài cũng ướt nhẹp. Đâm muối. Mấy cá lóc với mấy cá chê xỏ ha Dương Ba, anh Ba. Mấy ốc nào nó ngon ghê trời. Ốc mà được chừng 100 con ha. 100 con ai ăn có hết trời. Nào nó bành bành không cả nhà ơi. Chắc ba nước rồi bỏ lên đâu. Chanh đâu? Chanh bột bằng chanh. Trái hả? Vẫn còn nó ba trái. Ba trái đó. Trái gì chanh ta? Này đúng con cá ung khói thiệt à. Giống trên trời quá ha ta. Giống có tiền quá ha. Sáng mua chanh rồi đó. Đưa cái thang qua bánh kìa. Đưa cái lửa vào. Trời, chừng nó cháy ngột cua qua đây luôn cũng được cái gì đâu. Đốt dưới đây nè. Tới chừng cháy rồi đó. Cháu bè mấy con dưới được thì sao hả? Trời ướt nhẹp.
Cào chảo mới ra được lắm anh ơi. Cây mới được. Cho mấy cá bờ dưới trước đi. Như thế đường chạy xe nó mới lạ. Rồi xe đã chạy ngang ra hết thấy đường chạy luôn. Được chưa anh? Bữa nay đúng đời ung khói luôn cả nhà ơi. Này là cá ung khói luôn. Gom đấy đây nè, cá lóc lú ra ngoài chắc giờ đây. Ừ, bên đây. Ừ. Đây cá xuống ở đây nè. Nó cháy có than làm. Cái tàu này lấy tàu nó xuống mới rồi đây coi nè. Quá ơi. Quá ơi, quá khói ơi. Tôi đợi đi dắt ở đâu nữa. Giờ đốt rồi em về nhà mà cầm tay tôi cho ăn. Từ từ vô giúp cho à. Chín chưa Úc Khanh? Đợi nó chưa hả? Chưa đâu nghe Úc Khanh. Đợi đó đó. Ừ. Đừng chụm nó. Bên dơm bạn đừng ấy nè. Còn hai ngóc là kiếm chỗ nào mà để vô luôn anh tính. Đói bụng dữ lắm rồi.
Không đó được rồi đó anh. Ừ. À, chỗ này chắc đó chỗ đó nướng ốc được đó. Ốc để vô hết thì còn đâu nữa để. Tập sơ sơ à, hồi mình lột cái vỏ ra. Đó. Tôm dòm nó bự bự trên giữa và nó có cháy trên giữa không ta? Ăn không mà điểu chứ hả? Ăn không ạ? Trời ơi, ốc nó ngon quá nhà. Rồi cái trứng bông luôn. Đâu? Cây không muốn cá, không muốn cá đâu rồi, cái cây còn đây. Cái cây còn cá, cái cây còn cái cây nữa chứ. Con này sao hết rồi đó. Cái đuôi còn khúc đuôi đó. Mềm chưa? Chị với em cho vui. Đó là Vinh đó. Bất kể có em. Dạ. Nóng nó bốc nữa. Thổi cái này cái. Ê, đây là cái hiện trường mà. Hồi nó mình quỷ hiện trường là mình quét xuống để đập nó dính vô cá lại. Hết rồi chụp cái này. Chính hết rồi. Cái đậu hồi thì bỏ qua bên đây nè. Bóc không dài. Người nào nói điêu luyện đai chân, người nào nói giờ giữ thằng đó. Có học trên núi á. Nghe con em cũng chẹt rồi ha. Học cái chiều mà ăn đá nướng nữa mà mới có học hơn nữa rồi sư phụ cũng chết à. Thì ăn mình nên đi đó nhóc mà đường nó ăn đi học gì đá mà có gì đâu rồi học. Đá nướng. Thì đó lụm vô nướng. Mới học hơn nữa à. Giờ ăn vô là vô miệng à. Cá nướng anh em ơi, cá nướng cả nhà ơi. Trời ơi nó nấu gì vậy? Quá ngon cả nhà ơi. Trời ơi, cá lóc nướng dơm ngon nè. Vàng ngính luôn. Cả nhà ơi. Cái chơi này nè, chín này nè. Cái chơi lâu chín đó nha. Chín chưa? Chín bỏ qua hang bên đây nè. Ốc nó sôi à, nạt nạt này nè. Cái bài đó.
Trời ơi, ngốc nó ngon anh Tính ơi. Ê. Dũng đâu chứ hả? Bị nước trơn rồi. Ngon cả nhà ơi. Thơm phức đó cha. Ốc nướng nó thơm. Mày thập cẩm luôn coi. Đói quá trời, không đói nướng thêm mấy cục nữa. Đó. Nồi này lớn nước bụng quá chuyện qua. Không có chơi á. Cá đâu kiến chín lên tất. Các bạn người ta gà chơi chín không vậy? Không cho có chỉ của em đó. Mẹ bút thì đi ra chơi không ở đây hoài. Rồi, cái này là đủ bộ tam sơn luôn, kiếm dạng cua nó đủ luôn cả nhà. Thịt ba giỏ chứ nữa. Thịt vịt nữa. Có ốc rồi. Ốc. Dọn ra cái chỗ này ăn đi. Ốc cua đầy đủ, kiếm vài ba con cua nữa. Rồi, ban thì ban. Bắt cá chơi nữa. Bon cho bon. Úp bụng hả? Chín đâu quá. Trời ơi, nó đang còn khù trời. Ui. Nó nóng. Ngon chạy. Gom lại. Ốc này tôi húp rồi nha. Bây giờ mình khiêng qua đây đi. Khiêng đi, khiêng chỗ nào đó khiêng. Khiêng qua đây đi. Khiêng qua đây phải không? Ừ. Mời cả nhà cùng thưởng thức với anh em nha. Cá nướng cả nhà ơi. Đó. Cá nướng, ốc nướng. Nó bụng quá rồi. Hai ba trái luôn rồi. Cái ăn này sống là trai rồi. Em cũng gắt máy em ăn với anh em mới được. Ba đứng vậy. Dứt. Dứt thôi cả nhà ơi. Lắm. Nó hàng cái gì trước đây. Mời cả nhà ăn. Cá. Lóc. Mời ăn cá. Cả anh Hùng có lóc nướng chua anh Hùng ơi. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cá nướng nha. Rồi cả nhà ăn cá nướng con ốc này lại tôi húp rồi. Các bạn luôn đi. Nó nào gì anh? Rồi cả nhà con ốc cả nhà ơi. Ở lúc đồng ăn bóc nữa cả nhà. Lông cơm xương lại ăn cổ nè. Mà mình gom dục đến dục lên thì đi chào. Dục nặng dưới dưng ba. Ốc hả? Cá vô phi nướng liền thoại cả nhà. Trời ơi, nó ngon. Nhìn như ra bỏ.
món như cá mắt. Đó, mình đẹp trai quá, nó nóng. Lâu lắm nè, cá nướng rồi. Kìa. Kìa cũng dài. Trắng rồi. Mời cả nhà miếng cá nướng nha. Quá tuyệt vời cả nhà. Nhà không cảm ra mắt em bệnh nó mới mang kiến nha cả nhà. Cả nhà đi mang kiến. Nên nên cho lột vô trong trắng bồng à. Dai vậy. Cái cho trắng mà. Chấm vô chén muối này thôi, còn gì ăn cả nhà. Không không. Ăn cá lóc quá. Cá lóc mình nó xẻ ra vậy nè. Mời cả nhà nha. Con bé ra mình không kẹp nữa đó. Các bạn ha. Ít chơi cả nhà ơi. Đúng là bóc. Bóc ngon thiệt chứ. Hai cả nhà. Quê hương người nhà thịt. Bóc này không có đít trời. Ui. Cũng nhiều mà. Nó lấy ra luôn kìa. Ra luôn sao còn được. Còn nó xỉu rồi. Nên ra lóc mà. Quá ngon anh Hồng ơi. Quà ơi, anh Tiến ơi. Anh Hùng ơi. Đậu béo. Gì vậy bác, chai hả? Chai. Có hai chết á.
theo anh. Mốt làm viên quá. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Lấy cái chai muối rồi. Muối đồ cay hết trơn. Đây. Bé thích ăn đồ không cay thì có. Có chanh luôn. Không mùi vàng ăn phải gỡ sạch ra mới được. Mùi vàng hả ốc quái? Mùi vàng. Bu nè. Dài hơn vậy đó. Dạ. Chọn hơn ốc là mình cũng đi lên ha. Quên lắc là con thịt nướng nhộn. Cảm ơn lòng nhộn. Đá này nó mượn không dài quá trời. Quá còn có cơm nguội mà tới giờ đế dùng cái nó còn gì bằng cảnh. Có đèn, có đèn. Không ăn cũng nướng ngon ha. Ừ. Vừa đang em làm quên. Kêu đem cơm nguội theo cũng quên á. Ừ. Không nhiêu quên. Ngon. Đó. Cái năm tôi hiện năm nay nó hết. Chết luôn. Qua đã hai con mà nữa không có không nhiều lắm chứ hai con gì đóng trường cái đóng lạnh là hai con chơi con đó nữa đi đóng trường chà ba mà nói hai con còn chắc cái đóng trường ăn cái đóng trường tới lộn mũi luôn à chắc con tới lộn mũi luôn nó có hai con mà chút. Nướng gì ăn không được nhiều. Mấy cái đen đỏ ra rồi. Ăn đại đi có gì không bỏ gì vậy. Mấy cái đen bệnh chết nậu. Bệnh gì? Bệnh thư. Bệnh người em á. Đậu ngon. Đậu béo nghệ à. Ừ, thơm quá. Đó, đây à. Mấy anh em đông quá chiếc người đưa tôi về đi lắm mà. Nhìn tôi nhớ má quá trời nhớ. Cái gì no lắm hả? Con cả nhà ơi. Để cái nữa đây.
Để cái này kết thúc clip rồi các bạn. Bye cả nhà nha. Tính nó chơi này nó tàn tiện nha con. Béo. Không béo mà. Ừ. Đây cứ bỏ đâu. Ngon cá ngon. Này mà có cái ly rượu mà để cho một cái nữa ha. Lên. Cậu vô cái đây. Tan. Có gì hết ăn cái đồng. Bất kể. Rất ăn đậu. Rồi dịch đầu gà. Đấy. Rồi. Là lãng nói vậy rồi không lẽ giờ làm nữa đi. Quá kỳ. Làm nữa đi mà. Đi. Rồi. Đi chơi cái đầu á. Chơi với nó. Rồi ba chơi cái đầu rồi còn mình ăn đi. Nó con đó đó. Ăn đầu được phái à. Để anh ba. Để anh năm. Béo. Cho nên mình chia. Nè. Nó ăn đi mà ngại ngùng gì nữa mà. Muốn nói mà ngại ngùng. Ăn đi cái này ngại gì. Béo. Muốn nói yêu em mà anh không dám nói. Lầm tàu lỡ lỡ nghiêng à nguồn lúc ló là chết à. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Miếng này gan thịt gà nè. Ừ. Dạ nhắc nha. Cái đầu này gan như cái đầu con cá luôn nè. Đúng rồi. Thôi, đừng nói lên. Là... thôi cũng chiều tối rồi cả nhà ơi. Anh em con này ngon nè. Ăn còn không còn nữa hết tại. Cũng xin tạm kết thúc clip đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Thôi ăn còn con nữa hả? Còn con nữa. Thôi. Thôi ngày thôi rồi giờ còn con một ai ăn ai nhìn. Ha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà có buổi chiều vui vẻ nha. Còn bye. Con nữa. Con nữa. Không ai nữa ta lọ không. Mm-hmm.